Xin chào, chào mừng các bạn đến với Yoga by Sophie. Mình là Sophie. Trong video này, Sophie sẽ hướng dẫn chuỗi động tác yoga giúp phòng ngừa và giảm chứng đau mỏi cổ vai gáy. Khi chúng ta phải ngồi làm việc nhiều hoặc cúi xuống để sử dụng điện thoại sẽ làm cho cổ vai gáy của mình bị đau mỏi. Chuỗi động tác này các bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà hoặc ở văn phòng nơi chúng ta làm việc. Để thực hiện bài tập này, các bạn nên chuẩn bị thêm cho mình một chiếc khăn. Khi chúng ta thực hiện động tác này, các bạn có thể ngồi ở trên thảm, khoanh chân, xếp bằng hai chân trước mặt, hoặc là chúng ta ngồi trên một chiếc ghế đều được bạn nhé. Nếu như bạn đang ngồi trên thảm giống như Sophie và lưng của mình bị cong xuống như thế này, thì các bạn có thể khắc phục bằng cách là mình lót ở dưới mông của mình vài tấm gạch. Gạch này này bạn này, hoặc là bạn lót ở dưới mông của mình một cái chiếc khăn dày để làm cho lưng của mình thẳng khi mà mình ngồi thực hiện bài tập bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập. Các bạn hãy coi Sophie như hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Bên phải của Sophie là bên trái của các bạn và ngược lại. Bây giờ chúng ta sẽ đặt bàn tay phải lên tay trái. Chúng ta thẳng lưng, mở ngực, hạ vai xuống. Rồi từ từ mình nhấn bàn tay lên tai. Nhẹ nhàng thôi. Hãy hạ thấp vai trái xuống. Có thể nhắm mắt lại. Cảm nhận sự căng giãn ở phần cổ bên trái của mình. Hít thở sâu. Và giữ ở đây. Hãy nhắm mắt. Đưa sự tập trung vào phần cổ bên trái của mình bạn nhé. Căng giãn thật dễ chịu. Giữ cho lưng thẳng, ngực mở. Mắt nhắm mềm mại. Rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay phải xuống gối và chúng ta đổi bên. Tay trái đặt lên tay phải, hít vào thẳng lưng mở ngực hạ vai xuống. Thở ra nhẹ nhàng nhấn bàn tay lên tay. Căng giãn phần cổ bên phải. Có thể nhắm mắt. Đưa sự tập trung vào phần cổ bên phải. Hít thở đều, thả lỏng khuôn mặt. Hãy giữ cho tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Rồi từ từ đặt tay xuống gối, đưa cổ về giữa. Tiếp theo chúng ta sẽ căng giãn cho phần cơ cổ sau. Bạn đặt tay trái lên đầu, rồi chúng ta nghiêng cằm hướng mũi của mình xuống phần nách bên trái. Chúng ta sẽ căng giãn được phần cổ phía sau của mình. Hãy thả lỏng, đưa cằm hướng về cổ, mũi hướng về nách. Bạn nhớ giữ thẳng lưng. Hạ vai xuống. Chúng ta dùng bàn tay để nhấn đầu của mình hướng xuống sàn. Hít thở đều. Bạn có thể nhắm mắt. Quan sát phần cổ sau.
Rồi. Đặt tay xuống gối, chúng ta đổi bên làm tương tự. Tay phải đặt lên đầu. Hướng cằm xuống, mũi hướng về nách. Giữ ở đây, chúng ta cần giữ cho lưng thẳng, mở ngực ra. Quan sát phần cổ sau được căng giãn dễ chịu. Lưng thẳng. Hạ vai xuống. Hít thở đều. Rồi, từ từ chúng ta đưa cổ về giữa và đặt tay xuống gối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt hai tay lên vai và khởi động cho hai vai. Hít vào, nâng cổ trỏ hướng lên. Mở căng lồng ngực cuộn vai ra phía sau. Thở ra, hạ cùi trỏ xuống. Chúng ta cùng thực hiện thêm 4 lần nữa nhé. Hít vào, nâng lên. Mở ngực ra, thở hạ xuống. Hít vào, nâng vai lên. Thở ra, hạ vai và cùi trỏ xuống. Hít. Hai lần nữa nào, mở ngực ra, thở hạ xuống. Lần cuối. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta xoay theo chiều ngược lại, mở cùi trỏ hướng về phía sau, rồi hướng lên trời. Nâng vai lên, hít vào. Cùi trỏ chạm nhau phía trước, hạ xuống, thở hết ra. 4 lần nữa nào. Hít vào. Thở ra. Hít. Thở. Hít vào. Thở ra. Lần cuối hít, ưỡn ngực về phía trước khi hít vào. Thở ra. Xuống. Rồi bây giờ chúng ta đặt hai bàn tay xuống gối. Mình sẽ cùng khởi động cho phần lưng của mình, cột sống của mình nhé các bạn nhé. Hít vào, mở ngực ra, nhìn lên, căng phần cổ trước, cuộn vai ra sau. Mở ngực, đẩy ngực hướng về trước. Thở ra, hóp bụng lại. Nhìn xuống rốn, mình đưa vai về phía trước và cuộn lưng ra phía sau. Tiếp tục 4 lần nữa nào. Hít vào, mở ngực ra. Hạ vai xuống, nhìn lên. Thở ra. Cuộn lưng ra sau, mắt nhìn xuống rốn. 3 lần nữa nào. Hít vào. Thở hết ra. 2 lần cuối, hít vào. Thở hết ra. Hít. Thở. Trở về giữa. Bây giờ chúng ta sẽ đưa hai tay lên trời. Hít một hơi sâu, vươn hai tay lên. Mình đan hai bàn tay lại, hướng lòng bàn tay lên trời. Thẳng cùi trỏ, đưa hai bắp tay của mình kéo sát vào mang tai. Rồi bạn đẩy hai vai ra phía sau và đẩy ngực về phía trước. Mắt nhìn lên, chúng ta duỗi dài cột sống. Thở ra, bạn xoay người sang bên phải. Đặt tay phải về phía sau, còn tay trái mình đặt lên đùi. Hít một hơi sâu, thẳng lưng lên. Thở hết ra, xoay vai phải về phía sau. Hóp bụng lại. Mắt nhìn qua vai phải. Giữ ở đây. Năm. Các bạn hãy dùng cái bàn tay đặt sau lưng để điều chỉnh cho lưng của mình nằm ở giữa. Nghĩa là chúng ta không ngả người ra sau mà cũng không chồm người về phía trước.
Thân trên của chúng ta luôn thẳng ở giữa và vuông góc với sàn, mắt nhìn về sau. Nếu người của mình bị ngả về sau, thì bạn hãy dùng bàn tay phía sau để đẩy người của mình trở về giữa bạn nhé. 5. Hóp bụng vào. 4. Nhìn qua vai phải để căng giãn cơ cổ. 3. 2. Và 1. Trở về giữa nào. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Đan bàn tay, ngửa lòng bàn tay lên trời. Mở ngực nhìn lên. Thẳng lưng, cuộn vai ra sau, hạ vai xuống. Thở hết ra, đổi bên nào. Chúng ta xoay qua trái, đặt tay trái phía sau, tay phải đặt lên đùi trái. Hít sâu, thẳng lưng mở ngực. Thở sâu, xoay vai trái về sau, hóp bụng lại. Mắt nhìn qua vai trái. Chúng ta hít thở đều. Mỗi khi thở ra, bạn lại hóp bụng và xoay vai trái về sau thêm một chút nữa để động tác xoay xoắn của mình được sâu hơn. 5 4 3 2 Nhìn qua vai nào. Và 1 Từ từ trở về giữa, hít vào, đưa hai tay lên trời, đan bàn tay lại, ngửa lòng bàn tay lên, kéo giãn cột sống. Đẩy cùi trỏ và vai về phía sau, đẩy ngực về phía trước nào. Rồi từ từ thở ra, chúng ta đặt hai tay xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng căng giãn cho phần vai. Bây giờ các bạn hãy nâng cùi trỏ phải của mình hướng lên trời. Bàn tay trái của mình ôm lấy cùi trỏ phải. Bạn dùng bàn tay trái để kéo cùi trỏ phải sang bên trái. Giữ ở đây. Các bạn hãy làm sao mà đưa cái cùi trỏ phải của mình ở phía sau đầu nha bạn. Rồi đầu của chúng ta sẽ ngả ra sau. Các bạn đừng cúi cằm xuống mà mình hãy nâng đầu lên. Đầu của mình sẽ tựa vào cùi trỏ phải và đẩy cùi trỏ phải về phía sau lưng. Bạn sẽ cảm nhận sự căng giãn ở bên vai phải nhiều hơn. Giữ ở đây. Mở ngực, đẩy cùi trỏ trái về phía sau. Hít thở đều, giữ lưng thẳng, hạ vai xuống. Hóp bụng vào. Hít thở đều bạn nhé. Hãy thả lỏng cánh tay phải của mình ra. Rồi tiếp theo, bạn có thể giữ ở đây. Hoặc nếu mình đi sâu hơn, thì mình hạ cùi trỏ trái xuống. Rồi đan hai bàn tay lại sau lưng. Bạn có thể sử dụng cái khăn để mình hỗ trợ cho động tác này. Nếu như mà Sophie ngồi quay lưng lại, thì bạn sẽ thấy rõ hơn. Mình có thể sử dụng một cái khăn hoặc là dây để hỗ trợ động tác này. Hướng cùi trỏ phải lên trời. Thẳng lưng lên. Rồi chúng ta cùng giữ động tác này thêm một chút nữa. Nhắm mắt lại. Hít thở đều. Rồi, từ từ chúng ta mở mắt ra. Mình sẽ đổi bên nha các bạn. Nâng cùi trỏ trái lên. Tay phải ôm lấy cùi trỏ trái. Dùng bàn tay phải kéo cùi trỏ trái sang bên phải. Bạn nhớ thả lỏng cánh tay trái của mình ra bạn nhé. Giữ cho đầu và lưng thẳng. Cùi trỏ trái đặt ngay phía sau đầu. Và đầu của chúng ta đẩy cùi trỏ trái về phía sau. Giữ ở đây. Nhắm mắt, quan sát cơ thể, hít thở đều.
Rồi tiếp theo đi sâu hơn, mình đưa cùi chỏ phải hướng xuống sàn và hai bàn tay đan lại với nhau sau lưng. Giữ ở đây thêm vài hơi thở sâu nữa. Như lúc trước, các bạn có thể dùng một sợi dây hoặc một tấm khăn để hỗ trợ cho hai tay trong động tác này. Nhắm mắt lại. Rồi, từ từ chúng ta thả hai tay xuống và mình tiếp tục. Bây giờ bạn sẽ dùng cùi chỏ phải kẹp lấy cánh tay trái, cùi chỏ phải kẹp lấy bắp tay trái này. Bạn hãy thả lỏng cánh tay trái của mình ra bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đưa cánh tay trái sang bên phải để căng giãn được phần vai phía sau của bên trái. Giữ ở đây. Chúng ta càng đẩy cánh tay trái sang bên phải bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng cảm nhận được sự căng giãn nhiều bấy nhiêu. Hãy giữ cho lưng thẳng và đừng co cổ lại như thế này. Hãy hạ vai và cổ xuống. Hãy hạ vai xuống, xa cổ. Hít thở sâu. Thẳng lưng, mở ngực ra. Rồi, từ từ mở mắt ra và chúng ta đổi bên. Dùng cùi chỏ trái kẹp lấy bắp tay phải. Rồi chúng ta kéo cánh tay phải sang bên trái. Hạ vai xuống. Thẳng lưng, mở ngực ra. Thả lỏng cánh tay bên phải, thả lỏng. Mình thả lỏng cánh tay phải thì mình mới căng giãn được phần cơ ở sau vai phải. Nhắm mắt lại. Hít thở đều. Rồi từ từ trở về giữa. Bây giờ chúng ta sẽ đan hai bàn tay lại sau lưng. Cuộn vai về phía sau, mở ngực mắt nhìn lên phía trước, hít một hơi sâu. Ngả đầu ra phía sau, mắt nhìn lên, bàn tay của mình chạm sàn phía sau lưng. Ưỡn căng lồng ngực, cuộn vai ra sau. Rồi khi thở ra, từ từ gập bụng ngực cằm xuống phía trước. Trán chạm sàn. Rồi bạn cố gắng với hai tay lên trần. Giữ ở đây một chút. Hít thở đều. Bạn hãy giữ cho phần xương ngồi của mình chạm sàn trong tư thế này. Và chúng ta với hai bàn tay lên cao và xa người của mình càng nhiều càng tốt. Ưỡn ngực, mở ngực ra. Nhấn bụng xuống bằng cách hóp bụng vào khi hít thở. Rồi từ từ hít vào, nâng ngực lên. Thở ra. Thả lỏng đôi tay. Rồi chúng ta gần xong rồi. Hít vào, thả lỏng đôi tay. Hít vào, nâng hai vai lên. Thở ra, hạ vai xuống. Thêm một lần nữa. Hít vào, nâng hai vai lên, mở ngực ra. Thở, hạ vai xuống.
Rồi, vừa rồi Sophie đã hướng dẫn xong chuỗi động tác yoga để giúp bạn giảm và ngăn ngừa các chứng đau mỏi cổ vai gáy. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn có câu hỏi gì cho Sophie, vui lòng đặt ra cho mình ở hộp comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Namaste!